Dung ha, rồi lên em. Cho kế toán trưởng của em một tràng pháo tay vị ơi. Dạ, kế toán trưởng của công ty Chim á, giờ mình chơi chim ha. Chơi chim đi. Thôi chơi chim đi. Anh em ơi, có bộ anh thấy à. Bóp lời đi. Kế toán trưởng công ty Quỳnh Thảo sát nha. Chúc công ty chúng ta lúc nào cũng thành công tốt đẹp. Thành công đại thành công. Đúng rồi. Thành công trước mình lắm ngoài. Bây giờ tôi làm sao đây này giúp đôi. Tôi làm sao nè anh. Ờ. Chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non, người cách xa cõi buồn, người cách xa cõi buồn ơi đâu còn có gì buồn hơn. Ôi đâu còn có gì buồn hơn. Em ơi chứ chim. Chim gì anh? Chim xa rừng còn nhớ người xa người đêm đói ngày mong tụi mình duyên phận long đông thương nhau gần ấy mà không được chung đường. Cậu ơi, chim quyên đó còn ăn cái nhãn lồng. Bữa nữa bầu phải theo chồng cách mây sông sâu. Trời ơi, đứa nào đâu ngát mà em ơi. Sông sâu còn bắt được nhịp cầu, hai đứa mình sầu biết cùng ai sang xe. Cảm ơn em. Nói đi chứ cười hoài em. Đứa mình không nên duyên nên nợ là tại vì đó. Tôi nhà quê, tôi đục rè, tôi mắc cỡ, tôi mắc vợ. Chim quyên lẻ bàng tớ thân một mình, tuổi mình lẻ bàng một mình là thở ta. Một mai em mất nhạc nào, xa nhau đâu chỉ mấy năm mà chờ. Bầu ơi, chết với cái ngân, chết với cái ngân quá đẹp vời. Người ta có tiền nên người ta có nợ lần chi.
lòng riêng đã nắng u phiền, sao còn cay đắng hoài? Sao bỗng? Sao? Sao còn cay đắng cho tim buồn lòng? Quá vậy luôn. Ngọt canh không về thăm cha mẹ, còn giờ giả tôi, trời ơi, chắc tôi về công ty Quỳnh Thảo tôi làm luôn quá. Thôi anh ráng đi, anh ráng đi. Ráng hả? Ráng đi, rồi trời ơi, sẽ thương. Cho cái nón bảo hiểm á, lên cho bộ đi lấy chồng xa, cha mẹ già để đó tôi lo liệu dùm cho. Thế nào đâu bà con, người ta cũng nói thằng rể hùng nó có hiếu tát nước, nó be bờ nó làm cỏ chay tay. Dạ cảm ơn. Em ơi, anh mỉa ai em làm chi vậy? Tôi đâu phải chơi bạn xấu, bạn nghèo, bạn già hay là bạn không bảnh trai như những người đàn ông kia. Chỉ gặp mong mây chứ chưa gặp lời chàng rể. Mẹ đặt đâu thì em xin ngồi đó. Rồi mặn mà tình nghe, rồi con, rồi cái, rồi ái, rồi ân. Như chim quyến đỏ quen lòng, thía thía quen nhau, giỡn chồng quen người. Dạ em ơi, cảm ơn. Hát sao mà anh ở lại anh chăm sóc má em đi rồi em đi lấy chồng nha. Hát sao mà tới anh giám đốc công ty Quỳnh Thảo đem cái nón bảo hiểm lên là hiểu hả?